cô với thầy thì dưới cả lớp em báo cáo là tình hình bệnh của em, là em là chính là nhân chứng sống ở đây, là em là bị ung thư tử cung. Thời giai đoạn đầu là em đã mổ một tháng năm 2017 là em đã mổ một lần, tới khi cuối 2017 em lại mổ thêm một lần nữa. Thì vô đây học thì cô với thầy đều có hướng dẫn là cách ăn 16-8, nhưng mà thật sự là tới đây là không phải cố tình để chữa ung thư, mà chữa vì cái vai nó đau. Thì cô mới nói là, nghe cô nói là cách ăn 16-8 mà mình nghĩ là mình đã mổ xong là mình đã hết rồi, mình khỏe mạnh. Chứ mình không ngờ tới đi khám định kỳ 3 tháng khám một lần, thì mình khám lần thứ 3 thì bác sĩ báo là bây giờ đã di căn rồi, mà cắt hết toàn bộ, không còn chỗ nào để cắt vô nữa, bây giờ chỉ có cách là xạ trị. Nhưng cách đó là quýnh quá, mới điện về hỏi thầy, thầy ơi giờ bác sĩ kêu em xạ trị. Thì thầy nói xạ trị mà bây giờ á, nếu mà bác sĩ nói xạ trị được bao nhiêu phần trăm, thì bà vô mới chở vô hỏi bác sĩ nói được có 30% thôi. Còn nếu mà thầy cách đó là không có còn nói được nữa, thì thầy mới hỏi về vô hỏi bác sĩ nếu không xạ trị mình sống được bao lâu. Bác sĩ nó có thể là 6 tháng hay hoặc 1 năm thì theo cái sức khỏe của mình. Còn nếu mà xạ trị thì có khi là mình xạ trị 1 lần, 2 lần thì cái sức đề kháng của mình chịu không nổi, có người thì chỉ có 2 lần là đã chết rồi. Thì thôi thầy nói thì mắc gì mà phải đi xạ trị chi, thôi về bỏ theo cách ăn 16-8. Thì em mới nghe lời thầy, em đi về là em quyết tâm là bỏ 16-8, là từ 12 giờ là em ăn được tới 7 giờ. Thầy cho ăn tới 8 giờ nhưng mà mình ăn 7 giờ. Sau đó cái phải chùm đá mà mình chùm rất là nhiều, mình chùm thẳng trực tiếp vô cái vùng ung thư. Em thầy kêu là chùm ở đây rồi chùm mền lại. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà mình chùm ở đây rồi em chùm luôn cái dàn lưng của em luôn. Đây là em tổng cộng là 8 cặp đá. Chùm lưng rồi chùm dùng bụng ở dưới này, rồi chùm gan, rồi em chùm cổ. Nói chung là cấp đó là mình quýnh hết là mình phải chùm. Thì trong khoảng 1 tháng mình thấy, chưa được 1 tháng mình thấy cái sức khỏe mình nó đỡ lên. Với cái lúc mà mình chùm đá vô cái chỗ mà cái vết mổ của mình nó nhức lại á, mình biết á, thì mình chùm vô thì nó sẽ hết nhức liền, nó giảm đau liền tại chỗ đó. Thì qua được 4 tháng mấy, gần 5 tháng là bác sĩ kêu 6 tháng đi xét nghiệm lại. Thì em đi xét nghiệm lại thì bác sĩ báo cáo là nó giảm cái di căn là 80% rồi. Là tháng 5 2019. Mà lúc mà bác sĩ nói em là di căn là lúc đó là 17 tây tháng 12 2018. Là đúng rồi. Nhưng mà em quên nói có cái là bác sĩ bắt buộc mình phải làm tờ cam kết, chứ mình không sai chị ta không chịu. Thì có nghĩa là khi mà bác sĩ đã chỉ định là xạ trị là bắt buộc em phải xạ trị, còn nếu mà không xạ trị em phải cam đoan, đúng không? May, may quá là có nhờ đây có mặt thầy, thì em cũng không biết nói cái gì để mà em cảm ơn thầy. Em cho em ơn thầy là thầy được ái sinh một lần hai của em. Thì suốt cuộc đời này em thi theo thập kỷ trung tâm để hết cuộc đời này để em giúp lại cho những người khác. Rồi, để phụng sự. Ok. Em cảm ơn thầy và cô và các lớp. Ai mà được tới đây mà thấy được cái clip này thì mình nên làm để mà mình chia sẻ, để mình cứu người. Em xin hết. Rồi, chúc mừng em. Thực ra là Lan á, là rất là kiên định. Bởi vì khi mà cái lúc mà Lan rất là bối rối thì vẫn còn nhớ cái lúc đấy bối rối lắm. Cái bác sĩ nói là xạ trị đấy thì cô hỏi tới rồi hỏi lui, hỏi nhiều lần lắm. Nhưng mà rồi bây giờ tính toán mọi người cứ xử nghĩ mà xem, bây giờ xạ trị hên xui đúng không ạ? Được 3%, mà đa số bác sĩ cũng nói luôn, bác sĩ là người nhà nói luôn là đa số là chết trước khi mà xạ trị xong. Tức là ví dụ phác đồ có mấy đợt đó thì có đến đợt thứ hai chết mất rồi, chẳng hạn thế. Thì thôi bây giờ mình chọn là sao ạ? À đó, thì đấy là cái quyết định của Lan. Tuy nhiên là hy vọng rằng là cái kinh nghiệm của Lan sẽ chia sẻ được cho nhiều người. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà mình cơ chế thì lát nữa đây chúng ta lại học lại. Mình cứ học tới học lui á, vì sao phương pháp chúng ta hiệu quả? Bởi vì là
cái cơ chế của phương pháp nhịn ăn 16-8 cũng như là trường gan nó rất là rõ ràng. Một chút nữa mình lại học lại, cứ học đi học lại hoài á, gọi là giống như gọi là chuyện là biết rồi khổ lắm mà nói mãi á. Nhưng mà nói như thế thì mình có cái kiến thức, mình có hiểu biết, mình về mình có chia sẻ. Khi mình đi chữa bệnh á, mình trở thành thầy chữa, mình chữa bệnh cho người khác, mình có chia sẻ đúng đắn, mình thuyết phục được người ta làm thì mình sẽ giúp được bệnh nhân và bản thân mình cũng là trở thành người thầy chữa giỏi nữa. Bởi vì những cái phương pháp như nhịn ăn, hấp không khí, rồi trường gan á, nó chính là cái gốc rễ để giúp cho những cái kỹ thuật của chúng ta, bổ trợ kỹ thuật chúng ta nó thực sự có kết quả. Thì thôi, chúc lớp học tốt. Hốp đi anh em, trường gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.